nay mình tiếp tục với công việc và hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn biết mình hôm nay đi lắp biển hiệu của nhà trường, một trường trung học cơ sở, và mình muốn các bạn theo dõi những cái quá trình mình làm nhé. Xin mời các bạn theo dõi mình nhé. Hôm nay bọn mình thi công buổi tối, hai đơn vị đang gấp rút để triển khai lắp đặt cho trường. Quý vị và các bạn đang có thể thấy là căn phòng đang sáng rực. Đang chờ bế được. Trời rất là tối các bạn ạ. Cũng may là có hai bóng pha điện cao áp ở ngoài. Mời quý vị và các bạn hãy nói xem cho bọn mình lắp đặt nhé. Không được nói láo. Anh đang cho lên YouTube mà nó náo hết ơi. Xin chào các bạn. Hiện nay đã là hơn 11 giờ và anh em thợ đã cũng lắp xong từ lúc 6 giờ. Từ lúc 7 giờ kém. Anh em đi từ lúc 6 giờ và hiện nay đã 11 giờ. Cũng đã hoàn thành. Cũng khá là vất vả. Anh em cũng khá là đói. Xin chia sẻ với các bạn. Và rất mong các bạn hãy đăng ký, like và theo dõi ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn. Beep 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 be